Bước sang lĩnh vực mới ở tuổi cũng ngấp nghé 18. Thì đây là một tuổi trẻ trung và đầy nhiệt huyết của Huy mở quán. Đây là một buổi cà phê mà lần đầu tiên Huy uống tại Nha Trang, Huy rất là thích. Và đến tận ngày hôm nay sau 4-5 năm thì mới 5 tiếng mà Huy là người đưa hỗ trợ cho chủ của cà phê này mở cái cửa hàng đầu tiên ở trong Sài Gòn. Và hy vọng là trong 2 năm tới sẽ mở thêm được 6 cửa hàng nữa. Đó là ước mơ của Huy thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà Huy mở Ice Coffee thì mong muốn là tất cả các bạn trẻ, những bạn sinh viên, học sinh đều được thưởng thức cà phê hết. Vì là quan trọng là giá thành và chất lượng của cà phê rất là tốt. Và ngày hôm nay là một ngày thật sự là vui. Hy vọng là sắp tới Huy sẽ còn nhiều buổi khai trương nữa. Đại gia bất động sản xin khẳng định lại luôn là đại gia bất động sản là chỉ có một đứa em gái ruột của Huy thôi, đó là bé Sam. Bé Sam hiện tại là đại gia bất động sản, còn người giàu thứ hai trong giới nghệ sĩ là chị Khả Như. Đây là hai nữ nghệ sĩ rất là giàu của showbiz, và Huy với một người là mắt nhỏ lẻ. Tiền cà phê này của Huy thì đem tiền phim không rộng lắm, cũng cỡ mấy trăm mét thôi, thì nó cũng trải dài vậy. Huy này là cây hôn đồng vốn, chứ không phải là mình tính là làm mọi việc, bởi vì thời gian Huy dành cho nghệ thuật nhiều quá nên về lĩnh vực kinh doanh Huy không có rành lắm. Mà đặc biệt là Huy không có buôn bán gì hết mọi người ơi. Rất là tinh đồn thôi. Ở đằng idol tôi là rất là nhạc, rất là chạy. Tôi sống vì đam mê, sống rất là gọi là chân chất. Chỉ một căn nhà nhỏ và một tiệm cà phê nhỏ nhỏ thôi mọi người ạ. Ý tưởng của anh về quán cà phê này là mong muốn là tất cả mọi đối tượng đều được thưởng thức một loại cà phê ngon với giá thành phải chăng, đặc biệt là một loại bánh ngon trà nữa, một không gian đẹp để các bạn có thể vừa ngắm được với độc lập họ ngắm đổ qua lại các kiểu, và một nơi để mà tất cả các bạn có thể ngồi ít phút giây để mình làm việc cũng như là mình giao lưu bạn bè. Một thời gian quán rất là rộng, lại là nhân viên quán đặc biệt rất là chuyên nghiệp để mà phục vụ các bạn tình tâm chu đáo. Thực ra kinh doanh nó không phải mượn danh tiếng, bởi vì là kinh doanh đôi khi danh tiếng nó hỗ trợ cho bạn nhiều, nhưng mà vấn đề chính ở kinh doanh đó chính là chất lượng sản phẩm cũng như là cái gì bạn bán ra. Kể cả rất là nổi tiếng nhưng mà bán một sản phẩm quá dở hoặc là một sản phẩm nó không ngon thì điều đó khiến bạn thất bại mà thôi. Thì tôi nghĩ là khi mà khán giả nói về nghệ sĩ mượn danh để mà kinh doanh thì cái đó là một dòng hai lưỡi của nghệ sĩ. Kinh doanh đôi khi là nó theo một hình thức là danh tiếng không hỗ trợ gì bạn cả, bạn bán mặt hàng nó phải ngon, nó phải hợp lý, nó phải thu hút được người dùng thì bạn thành công. Và danh tiếng là chỉ giúp bạn để người ta biết đến điều đó để mà họ tới một lần thử, nếu dở là họ tiếp trở lại, thì nếu ngon họ sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là danh tiếng chỉ là hỗ trợ thôi, không phải là quá nhiều thứ quyết định được kinh doanh. Bí quyết của Huy khi mà chuyển sang kinh doanh thì thứ nhất là mọi công việc của Huy làm đam mê hết, tôi thích công việc đó, Huy đam mê công việc đó, giống như là về Ice Coffee thì Huy đam mê về hương vị cà phê đây, Huy làm. Huy không có một bí quyết gì mà là cưng cao đong đếm hết, bởi vì là Huy cảm thấy là mình phải làm cái gì để mình cảm thấy thoải mái, mình là nó mang lại cái điều gì đó là mình phải hạnh phúc và vui thì Huy sẽ làm. Còn để mà ép buộc hoặc ràng buộc Huy chia sẻ quá nhiều công việc trong cái việc làm được. Quay lại nghệ thuật thì Huy sắp tới sẽ có ra hai bài hát, và hai bài hát gọi là điển của điển so với mặt bằng chung nhưng mà hát Huy hiện tại. Huy là đây là hai thể loại bài hát Huy rất là mới và Huy đã nghiên cứu rất là lâu để mà cho ra mắt hai thể loại bài hát này, và hy vọng sắp tới khi nhà sẽ chọn những hai bài hát cực kỳ hay và đặc biệt bao vui đối với Huy và khán giả. Các bạn ơi, nếu các bạn muốn uống ly cà phê giá thành phải chăng, chất lượng cao, đặc biệt là hoàn toàn làm tất cả rượi khu hết, là không có pha một tí gì ở ngoài hết, từ khâu trồng cà phê, rang cà phê, mang cà phê vô đây đều là của nhà trồng được. Các bạn hãy tới ngay với Ice Coffee đó ở ngay góc ngã tư, dễ nhớ nhất là các bạn lại góc ngã tư của Nguyễn Thị Minh Khai và đặc biệt Khởi Nghĩa, các bạn thấy liền
một tiệm cà phê nho nhỏ thôi nhưng rất là ấm cúng và đặc biệt là thiết kế rất là tinh tế để các bạn có thể ngồi chung với nhau được, ngồi riêng cũng được, hợp fan cũng được, hợp gia đình cũng được, hợp công ty cũng được. Và hãy nhớ chúng tôi, một tiệm cà phê giá thành phải nhanh, chất lượng cao và view siêu cùng. Xin chào quý vị khán giả của ống kính hậu trường. Quang Trung có mặt tại đây, Quang Trung mọi người thấy đó, giọng Quang Trung cũng chưa có mở ra nữa. Quang Trung cảm thấy rất là rất là vui và phấn chấn trong một cái sự mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng. Tại vì Trung với lại chị Khánh Như vừa mới quay một chương trình ở xa về, vừa mới tắp ở bên đường luôn á, còn đang ngủ luôn. Mọi người kêu tới rồi là hai đứa bật dậy, đem kiến chạy qua đây luôn, cũng chưa kịp biết gì hết. Và cũng còn mặc áo của chương trình Việt Nam Tươi Đẹp luôn nè. Cảm thấy rất là nể anh Huy, và anh Huy là một người Trung cảm thấy rất là thần tượng và rất là thương. Tại vì anh Huy rất là gần gũi và hai anh em làm việc với nhau cũng rất là vui. Bây giờ thấy anh Huy mở một cái thương hiệu lớn như thế này thì Trung hy vọng là trong vài năm nữa anh Huy sẽ phát hiện nó thành một cái chuỗi cửa hàng, một cái chuỗi thương hiệu mà được rất là nhiều người yêu mến và biết tới, để anh Huy ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. Chúc mừng nam diễn viên, ca sĩ, MC Ngô Kiến Huy, và bây giờ là một ông chủ Ngô Kiến Huy. Chúc anh sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn nữa và hy vọng là ngày càng có nhiều chi nhánh hơn nữa và rực rỡ hơn nữa trong nghề của mình cũng như là nghề kinh doanh, để cho khán giả yêu thương anh nhiều hơn nữa nha. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì Quang Bảo đang có mặt tại sự kiện khai trương cửa hàng cà phê có sự hợp tác lần đầu tiên của ca sĩ diễn viên Ngô Kiến Huy, một người anh mà Quang Bảo rất là yêu thích. Thật sự là Bảo thích anh Huy từ lâu lắm rồi, từ lúc mà anh là còn là ca sĩ cơ, xong rồi sau này anh là diễn viên, anh rất là duyên dáng, rồi sau này làm dẫn chương trình nữa, thì lúc nào anh Huy anh cũng có được một cái là cái sự hài hước của anh lúc nào nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không có bị làm quá, tất cả mọi thứ nó đều rất là tinh tế và dễ thương, và lúc nào thì anh cũng có cái nụ cười răng khểnh rất là tươi. Nếu mà có năm từ để miêu tả về Ngô Kiến Huy đó chính là cực kỳ siêu dễ thương. Thế là nhân dịp ngày hôm nay thì cá nhân Quang Bảo cũng muốn chúc cho anh Huy cũng như là những đối tác của mình sẽ có thể làm ăn phát đạt, sẽ không chỉ là ở cái thứ chín này mà sẽ còn nhiều những cái cửa hàng cà phê như thế này sẽ mọc lên ở khắp mọi miền đất nước. Tại vì đây là một cửa hàng thương hiệu Việt thì chắc chắn rằng tất cả mọi người chúng ta đều sẽ cùng cố gắng để mà ủng hộ cho những thương hiệu Việt ngày càng phát triển, và đặc biệt là anh Bắp dễ thương của chúng ta. Chào Phát, xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của ông kính hậu trường. Ngày hôm nay thì đến tham dự cái buổi khai trương quán cà phê của anh Ngô Kiến Huy, cảm giác rất là vui và rất là háo hức, bởi vì sắp tới mình sẽ có một cái tụ điểm để mà anh em tụ tập. Huy là một cái người Phát nghĩ là rất là dễ chịu. Khi mà tiếp xúc với anh Huy thì Phát cảm thấy là trong cái cảm giác đó là giống như kiểu anh là ai làm sao cũng được, cái là anh Phát rất là thích anh Huy ở cái chỗ đấy.